Khởi tố mẹ ruột vụ bé trai 3 tuổi bị cha dựng ép hút ma túy. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố Nguyễn Thị Thảo Nguyên 23 tuổi, mẹ ruột của bé trai 3 tuổi ở huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh bị ép hút chất nghi là ma túy. Tại cuộc họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, xã hội thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 18 tháng 5, báo chí đặt câu hỏi về tiến độ điều tra vụ bé trai 3 tuổi ở huyện Hóc Môn bị ép dùng chất nghi ma túy. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Lê Văn Bậm 44 tuổi, người tình của mẹ bé trai 3 tuổi về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội hành hạ người khác. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can Nguyễn Thị Thảo Nguyên 23 tuổi, mẹ ruột bé trai 3 tuổi về tội hành hạ người khác và ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giữ sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can do nguyên đang mang thai 31 tuần. Trước đó, ngày 24 tháng 3, công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận giải quyết tin báo về tội phạm của anh T, M, T 30 tuổi, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột là cháu T, ờ, à, T 3 tuổi có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi dục sử dụng chất nghi ma túy. Căn nhà anh T, thông tin nằm ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, theo anh T, do mâu thuẫn nên từ năm 2021, vợ anh T là Nguyễn Thị Thảo Nguyên mang theo hai con bỏ đi và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm. Cuối năm 2022, sau khi nghe thông tin Nguyên sử dụng trái phép chất ma túy, anh T đã đến đón cháu nở về, cháu T tiếp tục sống cùng với Nguyên. Đến ngày 22 tháng 3 năm 2023, anh T phát hiện đoạn clip quay lại hình ảnh nghi vấn cháu T bị Nguyên và Bậm ép sử dụng chất nghi ma túy nên trình báo cơ quan công an, đồng thời đăng tải clip trên các trang mạng xã hội. Sau khi các đoạn clip ghi lại cảnh cháu T có dấu hiệu bị bạo hành và ép sử dụng chất nghi ma túy được phát tán trên mạng xã hội, Bậm và Nguyên đã xóa tài khoản Facebook, đưa cháu T bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nhằm nhanh chóng tìm được cháu bé và những người liên quan. Sau gần 2 ngày khẩn trương truy xét tại các địa điểm nghi vấn ở tỉnh An Giang, Bà Rịa, Vũng Tàu và một số quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đến chiều ngày 26 tháng 3, công an đã phát hiện, bắt giữ Bậm và Nguyên khi hai nghi phạm đang lẩn trốn tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Khám xét nơi ở của Bậm, công an phát hiện thu giữ 0,21 gr methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tăng vật khác có liên quan. Tiến hành xét nghiệm nhanh, công an phát hiện Bậm và Nguyên dương tính với ma túy, riêng cháu T âm tính với ma túy, sức khỏe ổn định. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.